sinh để giải quyết các mạng dịch vụ của các bạn như thế nào. Cái này tốc độ nó cũng tương đương nhau thôi chứ không nó ra đủ một cái thông tính năng cũng rất là hay, nó kết nối nhưng mà đổi lên máy tính thì có lỗi là lỗi luôn, lỗi backup trên máy tính thì mình phải tốn một thời gian backup xong đổi ngược lại là máy kia cũng phải đổi trực tiếp qua. Là trước đó xíu sau tôi sẽ test cái thời gian mà đổi trực tiếp bằng ADWDN ha, tức là Apple Direct Blending.
nó xong rồi nha bạn, khoảng 7 giờ 09 phút lúc nó lại rồi. Nó cũng chính là cái máy hồi nãy thôi, nó là mất nó còn gì đâu hết trơn. Cái hệ điều hành của nó thì nó 7.84 như là 71 thì cái là gì? Thì không biết tính toán sao cho chính xác, nhưng mà nó thành 2 tháng cùng dung lượng là đổ qua thôi, thành 10 GB thôi. Tăng từ 21.1 GB, 21.1 GB này ha, 21.1 GB, bây giờ 21.1 GB, cái thì GB thì 7.84 từ 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 ghi từ 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 ghi vào cái hệ thống, cái hệ thống của nó máy nào cũng có hệ thống, còn lại sử dụng còn lại là lấy cái dung lượng mà sử dụng nó từ cho dung lượng kia thôi ha. Xong rồi.